Hello, xin chào anh em. Thì hôm nay cái dòng Cruiser nó về rất là nhiều nên hôm nay làm video báo giá cái dòng này cho anh em ha. Đấy. Xe cực kỳ chất luôn. Leng keng luôn mà giá cũng rất là mềm luôn nha anh em. Đấy, giá rất là mềm luôn. Đấy, anh em thấy nhìn xe trước kia. Đây là dòng Cruiser thì nó nằm một góc ha, để mình để quay một video chủ yếu về cái dòng này thôi nhá. Đấy, còn những dòng khác thì rất là nhiều luôn, bao la luôn ha. Thì cái video khác sẽ báo dòng khác cho anh em. Anh em nào mà quan tâm cái dòng này thì tới là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương ha. Có nhận trao đổi với tất cả dòng xe, bao chút hồ sơ cho các anh em luôn ha. Và có hỗ trợ trả góp nhá, hỗ trợ trả góp của ngân hàng. Đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu mấy chiếc Cruiser cho anh em luôn ha. Đấy. Chiếc này rất là đẹp luôn. Dàn inox này sáng bóng luôn ha. Ở đây thì có Suzuki GZ150A này, rồi có bên trong có cái Rebel này ha. Đấy. Rebel rồi gì nữa? Rebel thôi à. Rebel với GZ. Đây con này là Yamaha IB125 ha. Đấy. Thì nói chung mà mình sẽ báo hết cái hai cái giải này cho anh em luôn. Hai giải này thì có Cruiser này, còn có GBX GLT Man, còn nó thì nó là dòng cà phê Laser ha. Đấy, ok, mình sẽ tiếp đầu tiên con này luôn. Suzuki ha. Đấy, con này thì GZ125 nhá. Đấy. Con này GZ125. Kiểu dáng thì mình thấy là dàn inox của nó cũng còn khá mới, nhưng mà mình nghĩ là con này cũng khá cũ rồi, cũng cũ rồi ha. Con này thì cái chống đổ của nó đã hàn mấy chỗ ha. Mình sẽ xem xe như thế nào ha. Đấy, đồng hồ này kiểu dáng cổ điển ha, tích hợp cho mấy chú lớn tuổi đi. Đấy, kiểu dáng vừa với những người lớn tuổi. Cái này đi 35 ngàn cây rồi. Tôi có phải cả chân trống mới nổ được không ạ? Không lên đi ta. Lên được nhỉ? Con này thì 28 triệu 900 thôi nhá. 28 triệu 900. Tại một quay một tay nổ máy cũng hơi khó. Chỉnh xe hơi khó. Rồi tiếp theo, con này wow, mới leng keng luôn. Xem lốc máy này. Wow, rất là mới luôn nhá. Con này mình nghĩ là xe mới luôn. Rồi GZ150A. Dàn inox này. Chưa có một vết lỗi lầm gì, chảy xước tí nào hơn. Lên cây bô Mivu ha. Đấy, Suzuki. Đấy. Còn rất là mới luôn, leng keng, lốp này, con chỉ màu luôn nhá. Rồi, bật chìa khóa lên bác nghe thử ha. Con này mình đi 2.425 cây. Con này mình nghĩ là phải bóp côn hay sao á. Rồi, cái dòng này như phải bóp côn. Hơi khó nên mà cũng thông cảm, không thông máy được ha. Tại vì một tay quay, một tay cầm máy quay, một tay nổ máy thì rất là khó. Con này thì giá là 53 triệu 900. Xe mới lăng keng luôn. Còn đời 29 luôn ha. Có đồ zin đủ luôn. Đấy. Xe leng keng luôn. Con này là 29 nha. Quá đẹp luôn ha. Rồi tiếp theo, con này thì chỉ 40 triệu 900 thôi. Suzuki. Đồ chơi đầy đủ hết nhá. Đồ zin vẫn còn nguyên luôn. Rồi GZ150A. Dòng Cruiser cố đến ha. Đấy, thì báo qua mấy dòng khác cùng một giải luôn nên báo luôn cho anh em này. Đấy, con này GLT Man 200cc, giá là 46 triệu 900, kiểu dáng cà phê Laser cổ điển.
trước là đi bánh căm hai thắng đĩa, sau là bánh căm là thắng đĩa luôn, trên cái bô Rosimura. Tiếp theo đến dòng Bestone. Bestone con này thì 38.900.000. Dòng Bestone con này là 150 nhá. Hai con. Hai con Bestone 150. Kiểu dáng classic. Bánh này, gai nhìn rất là đẹp luôn. Trước là bánh căm thắng đĩa ha. Đấy. Rồi. Ok. Đấy, đằng sau có mấy con Rebel nữa ha. Ok. Theo đây có dòng con Suzuki này. Con này cũng khá lâu rồi ha. Dạ, con đời 2014. Giá là 22.900.000. Con này chỉ 125 ha. Được cơ 125. Đấy, ok. 22.900.000. Tiếp theo ha. Con này cũng là GRS 150A luôn. Con này khách cọc à. Rồi, ok. Rồi, con này là Yamaha IB125 ha. Đó. IB125 con này không biết bán chưa. Sẽ xem có còn giá không. Rồi, con này khách cũng cọc luôn rồi. Đấy. Đấy. Mấy con thì beo. Con nào không có giá, có nghĩa là con nó cọc rồi anh nhá. Con này thì 33 triệu này ha. Rebel. Rebel con này như một phải 175 hay sao ấy ạ. Kiểu dáng nó cũng hơi cũ à ha. Hơi cũ theo thời gian xíu nhưng chứ máy móc thế nào ha. Con này thì hết bình luôn. Mấy con này cũ để trong kho khá là lâu rồi. Con này thì 33.500.000 này. Đấy, 170 nhá. Hai cái dòng Rebel này là 170cc hết đi nhá. Đấy. Hai bô, hai máy ha. Đấy, ok. Đây được dòng Cruiser. Anh em nào muốn biết chi tiết hơn hoặc là muốn đến trực tiếp xem xe cũng được ha. Anh em thoải mái luôn. Anh em mà chưa biết chọn xe nào thì cứ đến xem xe thoải mái ha. Cửa hàng rất là nhiều xe, dòng xe khác nhau để cho anh em lựa chọn. Hoặc là anh em cứ gọi điện trực tiếp theo số 0976 741 725. Anh em có thể điện thoại để tư vấn trực tiếp rõ hơn ha. Đấy, bao rút hồ sơ cho anh em đầy đủ hết nha. Đấy. Và còn nhiều dòng khác nữa ha. Đấy, anh em thấy không? Cửa hàng rất là rộng luôn. Đấy. Có rất nhiều dòng cho anh em lựa chọn. Anh em yên tâm là không thể thiếu bất cứ dòng nào ha. Đấy. Bao rút hồ sơ cho anh em đầy đủ luôn. Thì cái những cái dòng Cruiser này thì cũng không có rõ lắm về cái máy móc với lại lại kiểu dáng của nó thì mình cũng chưa thật sự thích lắm ha. Thì mình tuổi trẻ thích cái dòng khác ha. Đây là cái dòng này để những cái dòng lứa tuổi anh chị chú của chú lớn tuổi hơn xíu đi sẽ hợp hơn ha. Rồi đó là mấy dòng Cruiser mới về. Xe cực đẹp luôn, có xe mới, xe cũ có ha, đời cao có, đời thấp có. Để tùy phù hợp với cái số tiền mà mình bỏ ra, mình sẽ lựa chọn những con thích hợp hơn ha. Đấy. Còn những dòng phân khối lớn hơn ha. Cruiser một phân khối lớn hơn ha. Thì mình sẽ dành cái video khác để báo giá dòng khác ha. Hiện tại cửa hàng thì chỉ có mấy cái dòng Cruiser giá tầm 150 thôi. Đấy. Còn như đây thì còn dòng Galaxy này. Galaxy thì có GD 110. Đây là cái SGM Huki 125. Đấy. Và còn mấy em dưới đây nhỏ nhỏ 125 này. Đấy. Đó. Ok. Thôi
Mình xin kết thúc video tại đây nhé. Mình sẽ đọc lại địa chỉ cho anh em nào mà quan tâm thì tới xem xe nhé. Địa chỉ là một số 5 đường Lý Thường Kiệt, Trị An, Bình Dương. Số điện thoại là 0976 741 725. Đấy. Và anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình nút đăng ký kênh và nhấn chuông nút đăng ký để cập nhật video mới nhất của mình. Khi nào mà có video mới mình sẽ báo giá cho anh em ha. Và anh em nữa đăng ký kênh để nhận những ưu đãi tốt nhất từ video của mình ha. Lâu lâu thì có đợt giảm giá thì chỉ có giảm giá trên video thôi, còn giá niêm yết thì hầu như nó vẫn như vậy. Nên anh em nào đăng ký kênh thì cứ theo cái đợt video này mình sẽ đến báo giảm giá xe nào đó ha, thì sẽ giảm giá. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo ha.